Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Trước mặt các bác đây là chiếc đài cassette Sony CFD 3 số 7S. Chiếc đài thì hôm qua em đã giới thiệu ở trên kênh và em đã báo giá là 3.500.000 đồng. Hôm nay thì có bác ở Thanh Oai, Hà Nội chốt, cho nên là bây giờ em sẽ test nhanh luôn qua các chức năng với hai cửa băng cassette radio AM/FM 108 và có cổng lên cắm nghe nhạc điện thoại luôn. Những dòng cassette như thế này thì nó nghe rất là hay vì nó là đời cao của dòng cassette hàng xuất Sony rồi. 3 số 7 dòng này thì nó có thêm một dòng có CD ở bên trên nữa, nhưng mà dòng đấy thì nó hiếm hơn. Chiếc này nó chạy cassette và radio line. Ở cục giữa đây các bác có thể thấy được cổng line ở phía trước này. Bên cạnh đây là 5 cần equalizer để các bác có thể chỉnh được bass mic chép, thêm một cần chỉnh ba lăng và cái cần chỉnh equal bên trên này thì là sẽ là chỉnh bằng tay, khi các bác gạt như thế này sẽ có tác dụng này. Còn ba cái ở dưới đây là chế độ riêng của máy, như chế độ live, chế độ disco thì sẽ gạt xuống dưới thì nó sẽ tự chạy. Ở bên đây là cần gạt FM, AM. Còn bên đây là cần gạt để các bác chọn chế độ băng cassette này, radio và line in. Dưới đây là bộ cơ của hai hộc băng. Đây là dò núm để dò radio và núm volume chỉnh to nhỏ của máy. Nhìn chung thì các chức năng cũng rất dễ sử dụng. Ở đây là cái lỗ mic nữa. Băng cassette thì cửa A nó có auto reverb tự đảo băng. Có cần gạt ở bên đây này, các bác có thể gạt xuống dưới là nó sẽ hát hết một mặt thì nó dừng, gạt bên lên trên thì nó đảo băng. Ở dưới đây thì là đảo chiều băng luôn này, cần gạt bằng tay. Những cái này thì em sẽ test nhanh qua thôi. Bây giờ thì em sẽ test luôn cái phần cassette cho các bác nghe.
Trước hết rất mừng về quê của mình có được những cái sản phẩm tiếp nối cái truyền thống của cha ông để lại. Trước đây có cái mâm mây nhưng mà không được đẹp như bây giờ. Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải 10 triệu đồng.